Hoài Đức và bản tin an ninh cận cảnh xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin trưa nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị theo dõi. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Dì Thị Thảo, sinh năm 1987, trú tại bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, là giao dịch viên của bưu điện huyện này về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an huyện Sốp Cộp nhận được đơn tố giác với nội dung Dì Thị Thảo là giao dịch viên bưu điện Sốp Cộp đã thực hiện không đúng quy định của ngành bưu điện, chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 20 khách hàng với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật. Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Khuất Thị Hiểu về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an huyện Hải Hà tiếp nhận trình báo về việc nhân viên kế toán Khuất Thị Hiểu, sinh năm 1986, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Quang, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã tự ý lập các hợp đồng cho thuê dài hạn kiosk, hợp đồng đặt cọc mua bán đất tại khu vực chợ trung tâm Hải Hà 1 để chiếm đoạt số tiền của các hộ kinh doanh. Sau khi bị phát hiện, Hiểu bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, Khuất Thị Hiểu khai nhận toàn bộ hành vi tự ý lập khống các hợp đồng cho thuê dài hạn các kiosk và hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng của 5 hộ kinh doanh tại chợ trung tâm Hải Hà 1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Tam Đường, Lai Châu thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hàng A Tính, sinh năm 1985, trú tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quá trình bắt bị can, cơ quan điều tra đã tạm giữ một xe ô tô tải nhãn hiệu Kia và một điện thoại di động là tang vật có liên quan. Trước đó, trên địa bàn bản Tân Hợp, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô do cháu Trang AB, sinh năm 2005, điều khiển, với xe ô tô do anh Lê Duy V, sinh năm 1975, điều khiển. Hậu quả, Trang AB tử vong. Sau tai nạn, hai bên gia đình đã gặp nhau thỏa thuận dân sự nhưng bất thành. Hàng A Tính chở quan tài chứa tử thi cháu Trang AB cùng khoảng hơn 60 người đi xe mô tô kéo đến Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình gây áp lực, đòi chính quyền địa phương, cơ quan pháp luật phải đứng ra giải quyết và yêu cầu gọi lái xe Lê Duy V đến để cùng xử lý vụ việc. Không dừng lại ở đó, Hàng A Tính còn tiếp tục điều khiển xe ô tô đến khoảng sân trước của Ủy ban Nhân dân xã để một số người tập trung khiêng quan tài vòng qua đặt xuống sân, rồi sau đó lái xe trở về nhà. Sau nhiều giờ giải thích, gia đình nạn nhân Trang AB mới nhất trí mang quan tài về mai táng. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5, xe ô tô do một người đàn ông điều khiển chạy trên quốc lộ hướng từ dòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Khi còn cách cầu Dược, tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân khoảng 50m, thì xe lao lên vỉa hè tông trúng hai người đàn ông là nhân viên công ty cây xanh đang làm việc bên đường. Tai nạn đã khiến hai nhân viên cây xanh bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô 4 chỗ hư hỏng, biến dạng phần đầu, vỡ kính chắn gió phía trước. Lực lượng chức năng sau đó đã xử lý hiện trường, đưa tài xế về trụ sở để lấy lời khai, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam đối với Nguyễn Viết Anh Tâm, 39 tuổi, công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng Kiến Phát, về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra ban đầu, công ty của Tâm có tham gia dự thầu công trình nạo vét rạch Cá Trê, thành phố Vĩnh Long. Tuy nhiên, công ty không đáp ứng được các điều kiện hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, nên Tâm đã làm giả 36 tài liệu gồm các chứng chỉ, chứng nhận và thẻ an toàn lao động cho các nhân sự chủ chốt tham gia công trình lao động. Khám xét tại nhà, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an thành phố Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú, 33 tuổi ở phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Nguyễn Văn Nghĩa, 33 tuổi ở An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Trước đó, Nguyễn Thanh Tú gặp anh Phan Hắc, 35 tuổi trú tại thành phố Huế, là người bị suy thận đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế. Tú đặt vấn đề với anh Hắc mua thận để ghép thì anh Hắc đồng ý. Tú liên hệ với Nguyễn Văn Nghĩa để tìm người có nhu cầu bán thận.
Sau đó, Nghĩa tìm được Nguyễn Đình Tê, 33 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, là người có nhu cầu bán thận. Nghĩa và Tê thống nhất mua bán thận với số tiền 360 triệu đồng. Nghĩa báo với Tú thỏa thuận mua bán thận với anh H là 800 triệu đồng. Anh H đồng ý và ứng trước cho Tú 300 triệu đồng. Sau đó anh H không được ghép thận như đã thỏa thuận, không lấy lại đủ số tiền đã ứng nên đến công an trình báo. Quá trình điều tra, đến nay công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối với Tú và Nghĩa. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5, mạng xã hội chia sẻ clip một người mặc sắc phục công an đuổi theo ba thanh niên nghi vấn trộm xe của cửa hàng tiện lợi và bị xịt hơi cay nhưng vẫn kiên cường quật ngã một người. Clip thời lượng 1 phút cho thấy khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10 tháng 5, một người mặc sắc phục công an đuổi theo ba người nam, gồm hai người đi xe máy, một người chạy bộ trên đường. Nam thanh niên ngồi sau xe máy xịt hơi cay vào người công an để giải cứu đồng bọn chạy bộ. Người công an nắm được cổ áo của đối tượng chạy bộ và quật ngã xuống đường. Lúc này, người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ, khống chế. Riêng hai thanh niên đi xe máy đã tẩu thoát. Vụ việc xảy ra trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình. Ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang củng cố hồ sơ xử lý những người sử dụng trái phép chất ma túy và chủ quán bar nơi phát hiện có ma túy. Theo cơ quan công an, mới đây lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Đêm Hộp, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có hàng trăm người trong quán bar này. Qua test nhanh, phát hiện 63 người, 59 khách, 4 nhân viên dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã phát hiện và thu giữ ma túy tại nhiều bàn khách đang sử dụng. Thời điểm này, đại diện quán bar chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ của một số mặt hàng ngoại nhập như rượu, thuốc lá, shisha và không xuất trình được hợp đồng lao động của nhân viên. Chiều ngày 11 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, Lào Cai xác nhận Ủy ban Nhân dân huyện đã nhận được thông tin về việc cô giáo dùng thước gõ liên tục vào đầu trẻ lớp 1. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video về việc cô giáo H, sinh năm 1971, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, Lào Cai có hành vi bạo hành dạy trẻ. Cụ thể, khi học sinh lớp 1 được yêu cầu viết 4 chữ một dòng nhưng kiểm tra thấy không đạt yêu cầu, cô giáo H đã thẳng tay dùng thước nhôm gõ liên tục vào đầu của trẻ. Khi học sinh báo bị mất bút, cô giáo H cũng dùng tay tát thẳng vào mặt một học sinh nữ và quát tháo. Đoạn clip đã khiến người xem không khỏi bức xúc vì phương pháp giảng dạy phi giáo dục, ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý, sức khỏe của học trò. Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xe khách xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến nhiều người bị thương. Thông tin ban đầu, xe khách 36 chỗ do tài xế Đỗ Xuân Hùng, 43 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng, điều khiển, chạy hướng Huế - Quảng Trị. Khi xe đến thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền thì bất ngờ tông vào giải phân cách. Vụ tai nạn đã khiến xe khách bị hư hỏng phần đầu, bánh xe rơi ra giữa đường, nhiều đoạn giải phân cách đổ ngã. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 16 hành khách, trong đó có 3 người bị thương. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách đi không đúng phần đường quy định. Cuối bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh LA34 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào tạm biệt.